Gia đình Hải quân Hàng hải New South Wales được thành lập đã lâu rồi. Từ khi mà có tị nạn đến giờ. Năm nay đã là gần 30 năm rồi. Và cứ hàng năm thì gia đình Hải quân Hàng hải sẽ tổ chức những cái buổi lễ lớn như thế này. Bởi vì Đức Thánh Trần cũng là thánh tổ của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa hồi trước năm 1975. Trong lúc chống quân Nguyên Mông, ngài đã soạn hình tướng sĩ để răn dạy quân sĩ rèn luyện thể chất cũng như tinh thần hầu chống lại quân xâm lược. Thì nhà tôi đó là một sĩ quan hải quân. Thì khi mà tôi bước chân tới nước Úc á, cái lúc đó tôi thấy tôi rất là bơ vơ. Là tại vì nó thật, có gia đình thiệt nhưng mà vẫn ở với mẹ. Cho nên là khi tôi qua bên đây tôi thấy tôi như là hụt hẫng vậy đó. Nhưng mà mới tôi ở hostel đâu chừng 1-2 ngày vậy đó, thì có một cái anh đó là niên trưởng của nhà tôi. Ảnh tới hostel, ảnh hỏi gì chứ chị à, chị có biết gì chứ ở cái list mà mới qua này đó, à, có ai là hải quân không? Tôi mừng quá chị, giống như là mình níu được một cái phao vậy đó. Trong khi mình không có thân nhân, không có gì ở đây hết á, thì giống như mình níu được cái phao. Thế là tôi mới nói anh, có nhà tôi nè. Thế là tôi mới dẫn anh tới, tôi dẫn anh tên lên trên phòng. Thì hai người gặp với nhau thì từ khi đó là vợ chồng của cái anh niên trưởng đó đó. Tuần nào Chủ nhật cũng ghé vô trong hotel đó để rước tụi tôi đi shopping rồi. Và những cái đó nó làm cho lòng tôi ấm dữ lắm. Do nên tôi nói nghĩ trong lòng tôi là đối với cái gia đình hải quân, tôi giống coi như là cái gia đình thứ hai.